hai người thiệt mạng trong cuộc tấn công tên lửa ở thị trấn Torez, Donetsk. Nga không có thỏa thuận trao đổi tù nhân, The Ukrainer lấy tay buôn vũ khí Viktor Bout. Nhà báo Nga biểu tình trên kênh truyền hình bị kết tội sau khi tổ chức một cuộc biểu tình phản chiến khác. Hội đồng Bảo an lên án việc Myanmar hành quyết 4 nhà hoạt động. Kinh tế Mỹ suy giảm quý 2 liên tiếp, nguy cơ rơi vào suy thoái. Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập điện đàm, trọng tâm là Đài Loan. Tổng thống Macron bị chỉ trích vì mời Thái tử Ả Rập Xê Út ăn tối. Trung Quốc điều tra Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Ấn Độ nói rằng họ sẽ bảo vệ lợi ích của mình khi tàu Trung Quốc tiến đến Sri Lanka. Sĩ quan công an xả súng chết người ở Trung Quốc. Bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên vòi tiền người chủ đất. Thưa quý vị đang theo dõi mục điểm tin sáng ngày 29 tháng 7 của DKN TV. Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là phần tin thế giới với những cập nhật nóng nhất về chiến sự Ukraine. Thưa quý vị, ít nhất 2 người đã thiệt mạng khi một tòa nhà 5 tầng ở thị trấn Donetsk, miền đông Ukraine bị sập sau cuộc tấn công của Nga hôm thứ Năm. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã báo cáo một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thị trấn. Lúc 5 giờ sáng, có một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Torez. Một quả tên lửa bắn trúng một tòa nhà chung cư, 2 tầng, đã bị phá hủy. Torez đã bị tấn công dữ dội khi quân đội của Moscow tiếp tục cố gắng và giành được lợi ích trong khu vực Donbass. Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng tên lửa, các cuộc pháo kích lớn cũng được báo cáo trong khu vực. Nga không có thỏa thuận trao đổi tù nhân, đổi Ukraine lấy tay buôn vũ khí Viktor Bout. Thưa quý vị, Nga hôm thứ Năm ngày 28 tháng 7 cho biết đang diễn ra đàm phán với Hoa Kỳ về việc trao đổi tù nhân, nhưng không có thỏa thuận nào về việc chuyển đổi ngôi sao bóng rổ người Mỹ bị giam giữ Britney Griner lấy tay buôn lậu vũ khí người Nga Viktor Bout. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng cho đến nay không có thỏa thuận nào trong vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova chỉ ra rằng việc đàm phán để trao đổi tù nhân đã diễn ra trong một thời gian nhưng không mang lại kết quả. Hai quan chức nêu trên nói như vậy khi họ hồi đáp lời phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, cho hay rằng Washington đã đưa ra một đề nghị nghiêm túc với Moscow về việc trả tự do cho Griner và cựu quân nhân thủy quân lục chiến Mỹ Paul Whelan cũng bị giam giữ ở Nga. Bà Zakharova nói, vấn đề trao đổi các công dân Nga và Mỹ bị giam giữ trên lãnh thổ của hai nước đã từng được hai tổng thống của Nga và Mỹ thảo luận. Dường như bà Zakharova đề cập đến các cuộc thảo luận đã diễn ra trước khi Nga xâm lược Ukraine hôm 24 tháng 2. Họ đã chỉ thị các cơ quan có thẩm quyền liên quan để thực hiện các cuộc đàm phán. Việc này đang được các cục, vụ có thẩm quyền tiến hành. Vẫn chưa đạt được một kết quả cụ thể, vẫn theo bà Zakharova. Bà nói thêm rằng, các cuộc đàm phán sẽ cần phải tính đến lợi ích của cả hai bên. Ông Blinken cho biết hôm 27 tháng 7 rằng, ông sẽ thảo luận về các trường hợp của Griner và Whelan với người đồng cấp Nga trong những ngày tới. Cũng hôm 27 tháng 7, một nguồn tin nắm rõ vấn đề này xác nhận về một bản tin của CNN, cho hay Washington sẵn sàng trao đổi tay buôn vũ khí người Nga Bout, người đang thụ án 25 năm tù tại Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận. Bà Griner bị bắt giữ tại sân bay Sheremetyevo của Moscow hồi tháng 2 với hộp chứa dầu cần sa để hút ở trong hành lý. Bà ra tòa hôm 27 tháng 7 trong phiên tòa xét xử mới nhất về tội ma túy. Phiên xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 8. Luật sư của Griner ở Nga cho biết trong một tuyên bố, về mặt pháp lý, một cuộc trao đổi chỉ có thể được thực hiện sau khi có phán quyết của tòa án. Năm 2020, ông Whelan bị kết án 16 năm tù tại Nga với cáo buộc làm gián điệp. Ông phủ nhận chuyện làm gián điệp và nói rằng ông đã bị gài trong một cuộc răng bẫy của Nga. Thưa quý vị, Marina Ovsyannikova, biên tập viên của Đài truyền hình nhà nước Nga là người đã phản đối cuộc xâm lược Ukraine trong những tuần đầu tiên của cuộc chiến, đã bị kết tội làm mất uy tín của các lực lượng vũ trang Nga sau khi tổ chức một cuộc biểu tình khác vào đầu tháng này. Ovsyannikova đã bị phạt 50.000 rúp, tương đương khoảng 820 đô la Mỹ sau khi tổ chức cuộc biểu tình phản chiến trên một bờ kè đối diện Điện Kremlin ở Moscow. Trong video và bức ảnh cô chia sẻ trên kênh Telegram,
Ovsyannikova cầm một tấm áp phích có dòng chữ Putin là một kẻ sát nhân, những người lính của ông ta là những kẻ phát xít. 352 trẻ em đã chết, còn bao nhiêu đứa trẻ nữa phải chết trước khi bạn dừng lại? Trước đó, Ovsyannikova, một cựu nhà báo của kênh truyền hình nhà nước Nga, Channel One, đã thu hút sự chú ý của quốc tế vào tháng 3 vì đã giơ tấm biển không chiến tranh trong một bản tin trực tiếp trên kênh này. Sau màn biểu tình táo bạo đó, Ovsyannikova đã bị bắt thẩm vấn trong hơn 14 giờ và bị phạt 30.000 rúp, tương đương khoảng 500 đô la Mỹ. Một tòa án ở Moscow đã kết tội cô tổ chức một sự kiện công cộng trái phép và cô đã bỏ trốn khỏi Nga vào tháng 3, nhưng quay trở lại vào tháng 7, theo trang Facebook chính thức của cô. Vào tháng 6, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet gọi việc bắt giữ tùy tiện một số lượng lớn người biểu tình phản chiến ở Nga là đáng lo ngại. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 27 tháng 7 lên án việc chính quyền quân sự Myanmar hành quyết 4 nhà hoạt động và kêu gọi phóng thích các tù nhân khác, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Trong một tuyên bố được cả 15 thành viên thông qua, Hội đồng Bảo an kêu gọi đối thoại và hòa giải phù hợp với ý chí và lợi ích của người dân Myanmar, ngừng ngay lập tức mọi bạo lực, Reuters đưa tin. Trước đó, chính quyền quân sự Myanmar hôm 25 tháng 7 tuyên bố đã hành quyết 4 nhà hoạt động với cáo buộc hỗ trợ các hành động khủng bố của một phong trào phản kháng dân sự. Đây là những vụ hành quyết đầu tiên của Myanmar trong nhiều thập kỷ. Quân đội Myanmar hôm 26 tháng 7 đã bảo vệ các vụ hành quyết, coi đó là công lý cho người dân, bất chấp sự lên án của nhiều nước. Tổng thư ký Antonio Guterres hôm 25 tháng 7 cũng lên án mạnh mẽ về việc chính quyền quân đội Myanmar hành quyết 4 nhà hoạt động dân chủ. Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết, người phát ngôn nói thêm rằng ông Guterres phản đối án tử hình trong mọi trường hợp. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng chính quyền quân sự ở Myanmar đã không đối mặt với đủ áp lực kinh tế và ngoại giao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng thúc giục Trung Quốc làm nhiều hơn nữa để kiềm chế chính quyền quân đội Myanmar, đồng thời cho biết không thể giữ mối quan hệ như bình thường với chính quyền này. Trong số 4 người đàn ông bị hành quyết, có ông Khia Min Yu, từng là nhà lập pháp của Myanmar, và cựu nghị sĩ Pio Seyathau thuộc Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của cựu cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Kinh tế Mỹ suy giảm quý thứ hai liên tiếp, nguy cơ rơi vào suy thoái. Thưa quý vị, theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 28 tháng 7, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mỹ trong quý 2 giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau mức giảm 1,6% trong 3 tháng đầu năm. Nền kinh tế Mỹ đã ghi nhận tăng trưởng âm trong quý 2 vừa qua, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp GDP suy giảm. Điều này làm dấy lên lo ngại nền kinh tế đầu tàu thế giới có nguy cơ sẽ rơi vào suy thoái trong bối cảnh chỉ còn vài tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ. Theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 28 tháng 7, GDP của Mỹ trong quý 2 giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, sau mức giảm 1,6% trong 3 tháng đầu năm. Thông thường, hai quý liên tiếp ghi nhận tăng trưởng âm được xem là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy một cuộc suy thoái đang diễn ra. Trong khi đó, báo cáo được Bộ Lao động Mỹ công bố cùng ngày cho thấy, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm 5.000 người, xuống còn 256.000 người trong tuần kết thúc quý vào ngày 23 tháng 7. Tổng thống Biden trong ngày 28 tháng 7 vẫn tỏ ra lạc quan khi cho rằng nền kinh tế Mỹ đang đi đúng hướng. Ông nói, không có gì ngạc nhiên khi nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang hành động để giảm lạm phát. Ngay cả khi phải đối mặt với những thách thức toàn cầu lịch sử, chúng ta đang đi đúng hướng và chúng ta sẽ vượt qua quá trình chuyển đổi này mạnh mẽ và an toàn hơn. Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập điện đàm. Thưa quý vị, giới chức Mỹ coi các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là cơ hội kiềm chế căng thẳng, kiểm soát cạnh tranh giữa hai nước. Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra ngày 28 tháng 7, Reuters đưa tin. Giới chức Mỹ cho biết, nội dung trọng tâm của cuộc thảo luận là cách thức xử lý cạnh tranh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong bối cảnh căng thẳng leo thang quanh vấn đề Đài Loan. Bắc Kinh vừa qua liên tiếp cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt hậu quả nếu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thăm Đài Loan. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc John Kirby cho biết, điện đàm nhằm duy trì đường dây liên lạc thông suốt với Chủ tịch Trung Quốc, một trong những mối quan hệ song phương có tác động lớn nhất của chúng ta. Một quan chức Tòa Bạch Ốc cho hay, chính quyền Tổng thống Biden tin rằng điện đàm trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo là cách tốt nhất để hạ nhiệt căng thẳng quanh vấn đề Đài Loan. Theo kế hoạch, Chủ tịch Hạ viện Pelosi sẽ thăm Đài Loan trong đầu tháng 8.
hiện chưa rõ chuyến thăm có diễn ra như dự kiến hay không. Ông Kaba cho biết, tòa Bạch Ốc sẽ cung cấp tất cả thông tin cần thiết để bà Pelosi đưa ra quyết định về chuyến thăm này. Các chủ đề khác nằm trong chương trình nghị sự dự kiến giữa hai nhà lãnh đạo là biến đổi khí hậu, cạnh tranh kinh tế và khả năng áp đặt mức giá trần cho dầu thô của Nga. Chiến sự tại Ukraine cũng nằm trong danh sách chủ đề thảo luận dự kiến giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là cuộc điện đàm thứ 5 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ. Tổng thống Macron bị chỉ trích vì mời Thái tử Saudi ăn tối. Thưa quý vị, việc Tổng thống Macron tiếp đón Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman khiến nhà lãnh đạo Pháp vấp phải chỉ trích dữ dội từ phe đối lập và các tổ chức nhân quyền. Thái tử Mohammed bin Salman, người cầm quyền trên thực tế tại Ả Rập Xê Út, đã hạ cánh xuống sân bay Orly của Pháp hôm 27 tháng 7. Tiếp đón nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út là Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire, Guardian đưa tin. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp đón Thái tử Salman trong một bữa ăn tối và làm việc tại Điện Élysée trong ngày 28 tháng 7. Nhà lãnh đạo Pháp dự kiến đề nghị Ả Rập Xê Út tăng cường xuất khẩu dầu thô trong bối cảnh các nước phương Tây lo ngại nguồn cung năng lượng sẽ thiếu hụt vào mùa đông tới. Đây là lần đầu tiên Thái tử Salman tới châu Âu sau cáo buộc ám sát nhà báo Jamal Khashoggi năm 2018. Julian Bayou, lãnh đạo Đảng Xanh đối lập, cho biết ông bị sốc khi Tổng thống Macron từ bỏ các nguyên tắc bảo vệ quyền con người chỉ vì cần dầu mỏ. Các tổ chức hoạt động cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt việc Pháp tiếp đón nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út. Agnès Callamard, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế nói, chuyến đi không thay đổi thực tế rằng Thái tử Mohammed phải chịu trách nhiệm cho vụ việc về cái chết của nhà báo Khashoggi. Trong khi đó, Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Pháp Benedicte Chinerot chỉ trích Tổng thống Macron đang giúp Thái tử Salman khôi phục vị thế quốc tế. Chuyến đi Pháp là diễn biến tiếp theo đánh dấu sự trở lại của Thái tử Salman trên vũ đài quốc tế. Trước khi đặt chân tới Pháp, Thái tử Salman đã được tiếp đón trọng thị ở Hy Lạp. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7, Tân Hoa Xã đưa tin, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc Tiêu Á Khánh đang bị điều tra vì bị tình nghi vi phạm pháp luật. Theo thông báo chính thức, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia đang phụ trách cuộc điều tra đối với ông Tiêu Á Khánh. Ông Tiêu Á Khánh, 62 tuổi, từng lãnh đạo Cục Quản lý Nhà nước về Quy chế Thị trường. Vào tháng 7 năm 2020, ông được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất tại Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin. Bộ này chịu trách nhiệm giám sát nhiều mặt quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm mạng viễn thông 5G, chất bán dẫn, xe điện. Cơ quan này cũng đóng vai trò then chốt trong chính sách Made in China 2025, trong đó vạch ra kế hoạch giúp Trung Quốc nắm giữ vị trí dẫn đầu trong 10 lĩnh vực công nghệ tiên tiến, từ trí tuệ nhân tạo đến robot. Ấn Độ nói rằng họ sẽ bảo vệ lợi ích của mình khi tàu Trung Quốc tiến đến Sri Lanka. Thưa quý vị, Ấn Độ, quốc gia đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng ở Sri Lanka bị khủng hoảng. Hôm thứ Năm, Ấn Độ cho biết họ đã biết các báo cáo về chuyến thăm dự kiến của một tàu Trung Quốc đến cảng ở Sri Lanka được xây dựng bằng tiền từ Bắc Kinh. Dữ liệu vận chuyển Trefinitiv Ekern cho thấy tàu khảo sát Yuen Wang 5 đang trên đường đến cảng Hambantota, phía nam của Sri Lanka và dự kiến sẽ đến vào ngày 11 tháng 8. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arina Bachi nói trong một cuộc họp báo hàng tuần, chính phủ theo dõi cẩn thận bất kỳ diễn biến nào liên quan đến an ninh và lợi ích kinh tế của Ấn Độ, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chúng. Tôi nghĩ đó phải là một thông điệp rõ ràng. Tuy nhiên, ông Bachi không cho biết Ấn Độ đang thực hiện những biện pháp nào và thông điệp được gửi tới ai. Một quan chức Sri Lanka nói với Reuters với điều kiện giấu tên rằng, các nhà ngoại giao Ấn Độ ở Colombo đã đệ đơn phản đối với Bộ Ngoại giao Sri Lanka hôm thứ Hai. Một quan chức Sri Lanka nói với Reuters rằng, Bắc Kinh được hoan nghênh rót thêm tiền vào các dự án rộng lớn do Trung Quốc hậu thuẫn ở Hambantota và Colombo. Trung Quốc là một trong những chủ nợ lớn nhất của Sri Lanka và cũng đã tài trợ cho nước này các sân bay, đường bộ và đường sắt, khiến cho Ấn Độ lo lắng. Khi Sri Lanka hiện đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ, chỉ riêng năm nay, Ấn Độ đã hỗ trợ gần 4 tỷ đô la Mỹ cho nước này. Sĩ quan công an xả súng chết người ở Trung Quốc. Thưa quý vị, nhà chức trách Tây Nam Trung Quốc đang truy lùng nghi phạm trong vụ nổ súng khiến 3 người chết và 2 người bị thương. Công an đã treo thưởng 14.800 đô la Mỹ cho người cung cấp manh mối. Nghi phạm Lý Cường, 36 tuổi, đã dùng súng làm bị thương 2 người và giết 3 người bằng vũ khí khác. Theo tuyên bố hôm 27 tháng 7
của Cục Công an địa phương. Vụ tấn công xảy ra vào chiều ngày 26 tháng 7 ở huyện Mộc Xuyên, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Theo một bài đăng của Cục Công an địa phương, Lý Cường là sĩ quan công an từng được trao bằng khen vì hai lần dũng cảm cứu lần lượt một người đàn ông cao tuổi và một phụ nữ khỏi chết đuối vào năm 2021. Bài đăng này sau đó đã được gỡ khỏi trang web của công an địa phương. AFP đã có thể xác thực nghi phạm đang bị truy nã và người công an nói trên là cùng một người. Nguyên nhân là công an địa phương đã đăng tải tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh của nghi phạm trên cả thông báo trao thưởng và trên bằng khen. Bạo lực súng đạn hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc vì quốc gia này nằm trong số những nước có luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Sự việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận quyết liệt trên trang mạng xã hội. Các hashtag liên quan tới vụ án đã có hơn 250 triệu lượt xem. Tuy súng đạn chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt, nhưng trong những năm gần đây Trung Quốc đã chứng kiến một số vụ đâm dao hàng loạt. Chẳng hạn, tháng 6 năm 2021, một người đàn ông đã dùng dao đâm người trên con phố đi bộ mua sắm ở thành phố An Khánh ở phía đông Trung Quốc, khiến cho 6 người chết và 14 người bị thương. Nối tiếp chương trình sẽ là phần tin trong nước. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt quả tang 3 phóng viên, cộng tác viên có hành vi vòi tiền người dân trong địa bàn tỉnh. Theo đó, các nghi phạm bị bắt gồm Lưu Công Hải, cộng tác viên báo Nông nghiệp Việt Nam, Nguyễn Huy Hùng, phóng viên báo Tài nguyên và Môi trường phụ trách địa bàn Cao Bằng, Nguyễn Quang Văn, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam thường trú tại Cao Bằng. Theo các nhà chức trách, từ cuối năm 2021, nhóm 3 người trên phát hiện một công trình san gạt đất ở huyện Hòa An, Cao Bằng có dấu hiệu vi phạm. 3 nghi phạm nêu trên đã liên hệ chủ đất để yêu cầu bồi dưỡng, nếu không sẽ đưa sự việc lên báo đài. Do chủ khu đất do chưa hoàn thiện giấy tờ, sợ bị viết bài phản ánh sẽ bị chính quyền xử phạt, nên đã đồng ý đưa tiền cho Hải, Hùng và Văn. Từ cuối năm 2021 đến trước tháng 7 năm 2022, ông chi tiền cho 3 người 3 lần, gồm 1 lần 40 triệu đồng vào tháng 4 năm 2022. Gần đây, nhóm Hải, Hùng, Văn tiếp tục đòi bồi dưỡng, hẹn chủ khu đất tới một quán cà phê ở thành phố Cao Bằng để làm việc. Ngày 27 tháng 7, khi nạn nhân đang đưa 90 triệu đồng cho những người này, cảnh sát đã có mặt và bắt quả tang. Thưa quý vị, mục điểm tin sáng ngày 29 tháng 7 của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thu Lâm xin kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.